đây là anh Phạm Dũng nha cả nhà, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Video. Wow, quá bình tĩnh đây. Ờ, được rồi mà, sợ quá. Đây là đeo bông cả nhà ơi, đeo bông. Ờ. Gỡ thêm à. Phải gỡ ra, đúng không? 4 rồi đúng không? 5 nè, 6 nè, 7, 8, 9, 9 cái, 10, 11. Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Quân Hùng đây. Wow, hôm nay là mình đang ở trên một cái ghe. Rất là nhiều anh em, anh Hải ơi. À, chào kênh em cái anh Hải ơi. Chào đây là anh Phạm Dũng nha cả nhà, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Phan Như Hùng. Wow, quá bình tĩnh. Cảm ơn team Phan Như Hùng, anh Võ Sư Lộc. Cảm ơn Linh Mập Phút, Trung Bambu. Rồi anh Tú Xe Đầu Kéo, đặc biệt là anh Phạm Văn Mách. Rồi anh Chen 54 Tân Sơn Nhì, bạn Hiệu. Rồi cảm ơn chú Chín nữa. Đó, rồi lái tàu, lái tàu chung một chiếc thuyền với Phạm Dũng. Hôm nay anh Dũng chắc là sẽ rất là hồi hộp với cả nhà. Rồi thì đây giới thiệu cả nhà, đó là lực sĩ Phạm Văn Mắt, 6 lần vô địch thế giới. Còn đây là lực sĩ xe đầu kéo Vlog. Anh này là lực sĩ xe đầu kéo đi thế giới. Hôm nay là mình được giao lưu cùng với lại những anh chị rất là nổi tiếng. À, bác Tài nè, Tài Công nè, anh Chen. Còn đây là bạn của anh Dũng nè cả nhà. Anh em đang ở trên sông để đi đám hỏi của anh Dũng nha. Đẻ nước luôn. Võ Sư Lộc. Hello. Sao thấy nước sông vào rồi. Hồi hộp đấy. Bác. Wow. Rẹt. Bây giờ mỗi lần mà Linh thở cái là cây quét quay. Wow. Bác Tài ơi. Anh Lộc, nước vào quá anh Lộc. Đây nè cả nhà. Nước vào rồi, nước vào rồi. Anh em rất là háo hức nha. Tại vì hôm nay đội này toàn là những đối thủ nặng ký luôn chung. Dạ dạ. Quá là hùng hồn, hùng to đúng không? Cả nhà, cho cả nhà coi những cái mâm quả nè. Đây. Trái cây. Đây là xôi nè, rồi trái cây, bánh phu thê nè, rồi chầu câu. Thấy cân bằng là độ khó cao nha quý vị. Xíu nãy là bánh ngòi, xíu mọi người ú vàng á, thấy đồn liền á. Ở nhà nếu mà anh Phạm Văn Mách mới làm kênh được khoảng 1 tuần hả anh? Được 2 tuần nha. Được 2 tuần rồi. Đó, nhưng mà kênh của anh là cũng được mười mấy ngàn follow rồi. Cái gì cả nhà kéo qua đăng ký kênh anh Mách nha. So với những kênh khác thì không là cái gì hết, không dạ. Rất là ít, nhưng mà Mách sẽ cố gắng chia sẻ những cái gì mà vui nhất, những cái gì mà giá trị nhất đến tất cả. Cửa lên đi. Dạ dạ, cảm ơn anh Mách rất nhiều. Rồi bây giờ mình tới đâu rồi đây? Cả nhà bây giờ mình tới ngày đám cưới. Chà chà. Em đang quá khổ luôn. Giống như giờ mà có cái gì là cứ đổ lỗi cho Linh nữa. Cô dâu đâu rồi? Cô dâu đâu rồi? Chào anh nha, chụp hình nào, chào anh chụp hình. Nào nào nào. Chào cẩn thận nha. Cái cổng chào của nhà thấy đẹp chưa? Đấy, nhà quá. Sập sinh rồi. Mình bữa mình thấy trên clip mọi người thấy cổng chào đẹp không? Đẹp đẹp. Không cái cổng chào này mà đứng review mà mấy chục củ là phải đẹp chứ. Mấy chục củ. Anh chào anh Trung, anh Hải, anh Mười. Hello. Anh Trung bia camel, anh Hải bia camel nha các bạn. Rồi mấy bạn bên đây. Rồi. Bên anh em, bên em đừng bắn ông, đừng bắn ông. Từ từ kiểu như bên này lên bên kia lên nha, từng người lên một người một nào. Bây giờ anh Hải lên đi, anh Hải lên đi, từ từ anh Hải đi, em hết đi. Đây từ từ ở được cơ mà sợ quá. Chung đang xanh mặt luôn, riêng lắm cả nhà. Biết bơi mà. Em biết bơi nhưng mà em sợ ướt đồ. À đúng rồi, hết đồ hay rồi, sợ ướt đồ. Mập lên đi. Đây là hai cái thuyền đi sau. Những người bên dòng họ của anh Dũng.
đi xuống đây để từ từ. Rồi thôi giờ mình xuống luôn nha cả nhà ơi. Rồi thì tụi mình vừa mới hoàn tất thủ tục gọi là đưa mâm quả vào nhà. Hôm nay thấy dàn mâm quả sau Võ Sư Lộc quá là chất rồi. Mà mười con với khi mình đi trên này nó cũng rung quá chung rồi. Phải lên chuồng á thì mới còn đập. Còn Phùng là hôm qua đã xuống đây rồi cả nhà. Hôm qua có làm vài ly. Nhưng mà hôm nay là phải nói hai người giống như cô dâu chú rể demo á cả nhà. Đó, dễ rất là dễ thương nha. Còn ba mua chung thì nãy bê ngay cái mâm hơi nặng. Giờ nó chạy mâm luôn rồi. Nó chạy hai bên chạy mâm luôn rồi. Rồi. Giờ mọi người vào trong cũng đang làm lễ thì thôi anh em mình cũng ra ngoài cũng quay một chút ít để gửi đến khán giả bên kênh Funny Hùng. Đó là cái cổng chào hôm nay nha cả nhà. Đính hôn. Mình phải lùi ra xa. Rất là hoành tráng. Ok. Có mấy cái giống như trong trống quay luôn á anh Lộc ha. Bằng điện. Quay bằng điện á. À có bằng máy á. Dạ. À vậy hả? Dạ em chào anh nha. Ồ Tiền Giang. Vậy là cùng qua bạn Linh. Dạ. À. Dạ dạ. Rồi bữa nào em ghé anh cò nha. Dạ. Rồi vậy là chắc anh có coi kênh tụi em hết đúng không anh? Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Nè cả nhà coi lại này nha. Ở đây là con rồng nè. Đó có nó có điện luôn á. Còn bên đây là con phụng. Gọi là long phụng xung quầy. Ở bên trên cũng là con long với con phụng nè. Ấy tự nhiên. À đây nè. Wow. Nhìn giống như mấy con chim ở trong chuyện cổ tích vậy. Con này là phượng hay giống con phượng hả? Gấp khế. Gấp khế con quả. Con này là ớt nha cả nhà. Không biết là đội ngũ nào làm những cái này ha, Lộc công phu ghê luôn á. Nè cả nhà, dọc xuống. Đó. Đi camera nhà em đi chứ em để làm sao quay vợ trong đấy không đẹp bằng bên ngoài này. Đập cái điện thoại Phan Linh Hùng. Không. Đấy, đập điện thoại. Điện thoại này quay là đẹp nè anh, nhưng mà cái mà anh muốn đập nó tới hơn 100 triệu luôn. Dạ, đây anh Tú. Anh Tú xe đầu kéo thì anh Tú là đã xuống đây được 2 ngày đúng không anh? Đâu tối hôm qua anh mới đến. Tối hôm qua anh mới đến. Xong rồi anh lại buổi tối hôm đó anh lên Sài Gòn. Để mà sáng hôm nay là anh em mình lại xuống đây tiếp cả nhà ơi. Đó. Đây là con đường làng để dẫn vào nhà của chị Diễm nha cả nhà. Mà nãy giờ chưa thấy cô dâu ha mọi người. Cô dâu chuẩn bị ra. Chuẩn bị ra thôi bây giờ mình vào đi. Đi anh Lộc ơi. Hôm nay là tất cả mọi người dàn cung mong quả đó là đẹp trai đẹp gái ngồi đây. Thì mình cũng xin giới thiệu sản phẩm của mình. Đó chính là món đậu phụ rang khỏi ớt nha cả nhà. Rồi mà mọi người ăn giống như là món khai vị. Dạ, món khai vị. Cái này là được còn băng keo rồi. Sản phẩm mình đóng đây là mình sẽ dán băng keo. Dán băng keo đi để mắt lọc. Đó là buồn. À đúng rồi. Dạ đây. Cố tình bỏ không được cái làm bộ nó giặt quá đúng không? Đây nha cả nhà. Cô gái em chào. Sao rung quá vậy? Hãy con nên dịp thất giá và lòng nhà cũng nghe mừng vui đôi chút. Những ngày tái phận làm dấu vót nhọc mẹ đứng đứng xa. Không biết rồi con có làm đẹp giả bên chồng. Mẹ đã đào dấu nửa đồng rồi ngân mẹ biết. Tức khổ trăm bề nước mắt trên cơ. Nếu mẹ chồng con có quá khắc khe, con hay về thương chồng hết lòng nhiều vô. Đi đứng quan thai nói nghe.
lại tên chồng, nhưng sao lòng nhiều lo xa. Bởi mấy năm sống yên đềm bên mẹ, nay một xa rời bao hành lắm bất tư. Về sống bên những kẻ lạ người xa, phòng lo sợ phòng thương nhớ mẹ. Các cô đang làm đau lòng con chịu, nhưng biết làm sao những ngày quý trong đời. Tiếng ai hát được tiếng văn dân ấm thân buồn. Ngày lễ hôm nay cả nhà thì nếu mà mình muốn đặt mua sản phẩm thì mình liên hệ cho mình qua số 0844 020 114 hoặc là 0842 27 158, với giá là 95k một hũ. Nếu mà mua 3 thì sẽ free ship, còn mình mua 4 thì mình sẽ tặng một hũ giống như vậy nữa, hoặc là một hũ chậm chéo nha. Nhưng mà không tí nữa bán anh một hộp nhá. Dạ dạ. Vợ anh hôm nọ xem kênh của em thấy tặng anh luôn. Cái hộp này ngon quá, vợ anh bảo là mua về cho vợ anh một. Cho anh mời mâm mình đi nhá. Quay quay cái này nha. Trời ơi. Cả nhà ơi, vừa rồi là mình có sự lòng cũng có ghé shop nhà anh để lấy hàng về. Mình có sự lòng thích cái món này lắm cho nên là cũng đặt mua. Nói chung anh Lộc nhanh quá, em tính bữa nào qua quay á, quay clip bên quán của chị á, rồi mình giới thiệu luôn. Nhưng mà chưa kịp anh Lộc đặt rồi, nhưng mà một ngày đó mình sẽ qua quán bún bắt lèo của chị anh mình quay. Còn đây là sản phẩm mà dạ mày hai bên ngồi xuống gì nữa và kế nữa thì anh hai và chị hai của cháu Diễm hôm nay mình được cháu Diễm được xây dựng hôn nhân là tặng một cái đoạn 0915999550 vô 1 2 3 vô rồi cầm lên nè. Dạ cái này vui của hai đứa em mình hai cha đúng không. Bây giờ cả nhà cho cả nhà coi cô dâu. 50 cây. Trời ơi vậy sao mà là nặng lắm anh ơi. 50 cây là nặng lắm. 100 cây rồi ấy, nhưng mà đã chia bớt ra đó là mấy chục cây ở ngoài vườn rồi. 50 cây đeo cổ. Trời ơi. 50 cây đeo cổ. Em tưởng giống như mấy trăm chai là chai nước suối. Đây mọi người đang quay rất là nhiều. Coi cô dâu. Wow, cô dâu. Mình đến ngay lúc Chung, em cao em quay đi Chung. Đó, mình đến ngay lúc cô dâu đi ra luôn cả nhà. Dùm dùm. Anh chị đẹp đôi chưa? Đây chỉ là đám hỏi thôi nha cả nhà. Đây là đeo bông cả nhà ơi. Đeo bông. Anh Dũng lần đầu làm chuyện ấy Chung. Lần đầu anh Dũng làm chuyện ấy cho nên anh còn hơi run. Chứ như anh là bây giờ anh thành hào rồi. Còn em thì nên em thì đang học. Nên học. Đây là mẹ của chị Diễm nè cả nhà. Đó, còn theo như mình đoán thì chú đang đứng đó. Được. Anh Dũng có vẻ đang gặp khó khăn rồi cả nhà. Lần đầu. Cần phải có mẹ vợ vào. Trời ơi vàng hả? Wow. Mình nghe nói là đợt này vàng 50 cây cả nhà, không biết có phải không. Wow, thấy vàng không cả nhà. Vàng đợt này khủng khiếp á. À cái bộ này hình như là mình thấy trên kênh của anh Dũng nè. Quay cái cảnh mà đi mua vàng á. Cả nhà thấy chị Diễm hôm nay đẹp không? Đây, anh Hải Sapa. Hải Sapa TV. Hôm nay anh Hải là chú đã phụ quá cả nhà. Ồ,
Rồi mình đã thấy cái bộ vàng rồi cả nhà ơi. Cũng khiêm quá. Wow. Cả nhà có thấy không? Rất là nhiều vàng và tiền nữa. Tiền nữa nè cả nhà. Hôm nay là một cái đám hỏi thôi nha. Đám cưới thì mình nghĩ là đám hỏi, thường đám hỏi là người ta sẽ dòng họ rồi cũng như là nhà trai sẽ đi sính lễ đó cả nhà. Còn đám cưới thì không có. Đám cưới là chỉ chung vui ở nhà hàng thôi. Cầm mông. Giờ đeo bông xong rồi. Đeo bông tai xong rồi, giờ là đeo dây chuyền. Ở nhà nhìn nè, camera rất là hùng hậu. Cameraman này là cameraman thuê để quay trong đám hỏi. Còn đây là dàn cameraman nhà nè. Ôi ôi vàng kìa. Đợt này thì cô dâu sẽ phải hơi cúi đầu nha, tại vì vàng rất là nhiều. đang đeo vàng mà cứ bắt cười. Trời ơi, vẫn còn nữa nè. Tiếp tục nữa. Nãy là hai bộ rồi, bộ này là bộ thứ ba. Đám cưới này chắc là cũng sẽ chấn động giới YouTube thôi nha. Đây là các ông, các chú, các bác, các bô lão ở bên nhà của chị Diễm. Đó, bên kia là ba chị Diễm cả nhà. Cổ cũng có mà lắc tay cũng có. Khủng chưa? Giờ là tới cái vòng ngay cổ nè. Đó. Tôi đây nào. Đây, đeo vô. Nhiều đấy. Tiếp tục. Một chiếc vòng cổ nữa. Mình nghĩ là người con gái nào mà gọi là cô dâu ngày hôm nay á thì sẽ rất là hạnh phúc luôn á. Đây là phải nói là thành quả mà anh chị đã cày cuốc và làm YouTube, rồi cũng như là từ cái lúc mà quen nhau làm nhà báo cả nhà ơi, cho tới bây giờ thì đây là thành quả rất là xứng đáng. Vòng tay nữa nè, bao nhiêu cái đây? Đám cưới này chấn động rồi, chấn động giới YouTube rồi. Wow.
Rồi còn dây chuyền nữa. Ồ. Gửi thêm ra. Phải gỡ ra, đúng không? Gỡ thêm ra. Rồi, dây chuyền. Hôm nay mình sẽ đứng đây để coi thử coi là sẽ đeo những gì, tổng cộng là hết bao nhiêu cả nhà ơi. Rồi vàng hồng lắc. Bọn lắc lớn rồi còn lắc nhỏ nữa. Đó. Phải nhét cho cái tay áo nó vàng. Chung là bây giờ là đang thủ tục đeo trao xính lễ cả nhà, nên là mọi người không có nói nhiều. Lát nữa khi mà trao xong hết rồi là mọi người sẽ quay clip và nói chia sẻ nhiều hơn. Cô dâu đeo rất là nhiều, nhưng mà chú rể thì không có đeo nhiều cả nhà ơi. Vẫn chưa xong nha. Vẫn chưa xong. Thôi, sắp hết rồi, bây giờ là đang đóng lại những cái hộp trống. Ồ, bên đây mình thấy là máy nhi vẫn còn mấy hộp nữa cả nhà. À, hộp đó cũng xong rồi, hộp đó cũng xong rồi. Rồi, nhẫn kìa, còn nhẫn nữa nha, nhẫn nè. Nhẫn còn rất là nhiều, nhưng mà đeo làm sao hết 10 ngón tay. Bye.
như là đã trao xong rồi đó cả nhà. Chụp hình nha, chụp hình nha. Chúc mừng anh chị nha, chúc mừng anh Dũng và chị Diễm nha. Chúc anh chị sẽ trăm năm hạnh phúc. Đeo nhẫn. Nhẫn có nhiều lắm. Không biết là bao nhiêu cái đây, để bây giờ mình sẽ đeo mà. Sẽ đếm thử coi. 4 rồi đúng không? 5 nè. 6 nè. 6 nè. 7. 8. 9 cái. Wow. 10 11. 11 cái. 11 12 cái gì đó cả nha. Là giờ đeo cho chú rể nè, chú rể Dũng. À, đẹp quá. Chúc mừng anh chị nha, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha. Rồi thì cả nhà nếu mà muốn xem thêm những cái clip và đám hỏi của anh chị thì cả nhà lên kênh YouTube của anh Phạm Dũng và anh Hải Spa TV cũng như là các kênh YouTube khác nha. Đây là một clip rất là chấn động. Thì cũng xin phép được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye.